Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu sản phẩm giường ghế gấp đa năng GB21B. Đây là một mẫu giường mà các bạn có thể vừa sử dụng làm giường vừa sử dụng làm ghế được các bạn nhé. Đây, các bạn mở ra một cách như này. Khi các bạn muốn sử dụng làm ghế thì các bạn mở cái phần chân dưới cùng ra phía sau. Đây, thành một chiếc ghế ngồi thư giãn rất là hay. Đây, sản phẩm này thì có thể sử dụng được cho tất cả mọi người các bạn nhé, từ trẻ em, người lớn đến người cao tuổi đều sử dụng được. Đấy, trên phần đầu thì có cái gối, hai bên thì có cái kệ tì tay. Phần chân thì các bạn có thể nâng lên được để khi ngồi thì các bạn có thể duỗi chân ra rất là thoải mái. Đấy, ngồi rất là hay các bạn nhé, rất là thoải mái luôn. Đấy, khi các bạn không sử dụng ghế nữa thì các bạn hạ cái phần chân xuống. Đấy, các bạn có thể chuyển sang cái trạng thái giường bằng cách là nâng cái thanh nhỏ phía dưới giường ấy ra phía sau, nó sẽ ngả 180 độ thành cái giường. Đấy, các bạn có thể nằm ngủ rất tuyệt vời phải không ạ? Vâng, còn một tư thế khá là hay nữa các bạn nhé, là khi các bạn gấp cái phần chân cuối lại như thế này, gấp cái phần chân to to ở phía cuối giường ấy. Đây, các bạn gấp vào nó như thế này thì thành một cái tư thế nằm giống như cái ghế ở bãi biển các bạn nhé. Nó hơi võng cái phần phía thắt lưng xuống, phần đầu thì nâng cao. Đấy, nằm thư giãn, nằm như nghỉ ở bãi biển luôn. Rồi, khi các bạn không sử dụng nữa thì các bạn gấp gọn nó lại, rất là gọn. Đấy, giường nó rất là gọn, các bạn có thể di chuyển dễ dàng, các bạn có thể để trong cốp xe, mang đi bất cứ đâu cũng được. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Các bạn có thể liên lạc với mình theo số hotline ở bên dưới video hoặc truy cập website giuongxep.vn để chọn cho mình các mẫu giường gấp, ghế gấp ưng ý nhất. Cảm ơn các bạn.